Chào mừng tất cả mọi người đến với trung tâm Anh ngữ Eden. Chủ đề ngữ pháp hôm nay của chúng ta đó là possessive adjective, là tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu là để chữ sở hữu của tôi, anh ấy, các bạn, chúng ta, chị ấy. Chúng ta cùng đi vào từ trường hợp riêng biệt. Trong khi chủ ngữ là I và muốn nói vấn đề là của tôi thì sẽ là my. Nếu như đối tượng được nói đến là you thì tính từ sở hữu sẽ là your, là nếu như là she là người đối tượng được nói đến thì tính từ sở hữu sẽ là her, her là của cô ấy, your là của bạn, my là của tôi. Nếu như được đối tượng được nói đến là he thì tính từ sở hữu sẽ là his, anh ấy, và his là của anh ấy. Nếu như đối tượng được nói đến là we, là chúng ta, thì tính từ sở hữu ở đây sẽ là our, là của chúng ta. Nếu như đối tượng được nói đến là they, thì tính từ sở hữu là their, là của bọn họ. Chúng ta cùng ôn lại nào. I là tôi, my cousin là anh chị em họ của tôi. You là bạn, các bạn. Your home là nhà của các bạn. She là cô ấy. Her cousin là có thể là anh, có thể là chị em họ của cô ấy. Martina, như vậy đây là chị em họ. He là anh ấy. His house là ngôi nhà của anh ấy. We là chúng ta. Our apartment là căn hộ của chúng ta. They là bọn họ. Và their family là gia đình của bọn họ. Chúng ta sẽ cùng áp dụng và làm một số bài tập. Ở đây câu số 2. My grandparents, ông bà nội của tôi. Như vậy đây là có hai người trở lên. Tức là chúng ta có thể dùng they. Thế nhưng đây là tính từ sở hữu thì sẽ là their home. That's my uncle Daniel. Ở đây chú của tôi Daniel tức là tương đương với he. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng là his bicycle. Câu số 4. We live in a town. Ở đây là we. Như vậy thì tính từ sở hữu ở đây chúng ta dùng là our. Ở đây chúng ta lại chưa được. Chúng ta phải nhìn vào câu hỏi câu số 5. Như vậy thì sorry, chúng ta nhìn vào câu trả lời. No, it isn't. My neighborhood is safe. Như vậy thì hỏi sẽ phải là is your neighborhood? Bởi vì câu đáp án là khu tôi sống. Đúng không? Vậy thì câu hỏi phải là khu của bạn sống. Như vậy sẽ là your. Is your neighborhood dangerous? Câu số 6. Ở đây Anna's comic book is new. Tức là cuốn truyện tranh ăn của Anna là mới. Như vậy thì chủ ngữ ở đây sẽ phải là đối tượng được nói đến sẽ là Anna, đúng không? Chúng ta sẽ dùng tính từ sở hữu là her. Her doll is very old. Nhưng mà con búp bê của cô ấy thì đã cũ rồi. Ok, bài học đến đây là kết thúc. Goodbye.